con này thì dính nhiều rồi, hôm nào cũng thế anh em. Ở cánh này là các đoạn bờ đường này, với cả về chỗ này mình đánh loa đánh tiếng này. Đây. Đó. Nhiều lắm anh em, 2 4 5 5 con cánh này, một con cánh bên là 6. Xin chào toàn thể các anh em nhé. Thì rất là nhiều anh em có hỏi bảo chia sẻ cách chọn lưới bẫy chim rẽ run. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cách chọn lưới bẫy chim rẽ run cho anh em mới chơi cùng tham khảo. Thì anh em có thể nhìn thấy hai cái lắm lưới trên khu vực trước mặt đây. Đấy, để đánh chim rẽ run thì về hai cái lưới cơ bản, nó là cái lưới một, thứ nhất là khổ 50m và hai là cái khổ 100m. Đấy, để cho anh em lựa chọn anh em đánh nhé. Đấy, đối với cái địa hình chật hẹp cũng như là anh em đánh logic, đấy, đánh chạy rích rắc ấy, đấy thì anh em sử dụng là cái tay 50m. Còn đối với anh em chắn ở những cái bờ đường cái hoặc là những cái cánh đồng rộng thì anh em nên sử dụng là một tay là 100m. Đấy là cũng tùy thuộc vào cái địa hình của anh em. Còn về cách chọn lưới thì cái thứ nhất là sợi lưới phải dai này anh em này. Đấy, sợi lưới dai. Khi mình căng hết cỡ ra thì nó cũng có thể đứt, bởi vì cái sợi này nó rất là nhỏ anh em nhé. Đấy, cái thứ nhất là chọn sợi lưới dai, nó không bị mục. Và cái thứ hai nữa là cái sợi lưới thì từ 13 cho tới là 15 là để đánh tàng hình ấy. Độ tàng hình nó cao thì anh em chọn là cái sợi 13 hoặc là 15 để anh em đánh. Sợi 13 thì ưu điểm của nó thì tàng hình hơn một chút so với sợi 15, nhưng mà khi gỡ chim thì nó rất là khó, nó bám xoắn rất là ác. Đây như tay đây sợi 13 này. Đấy, xoắn chết một con chim anh ạ. Đấy, hiện tại thì do thời tiết nắng, và cái thứ hai nữa nó xoắn này. Đấy, chết luôn một con chim. Còn những cái tay bên kia là sợi 15 kìa anh em kìa. Đấy, sợi 15 quay như thế này không nhìn thấy gì đâu, gọi là quay minh họa anh em nhìn, cọc thì nhìn đấy. Về cái tay lưới đây thì giới thiệu cho anh em, nó là cái sợi 15 nhé. Đấy, nó là cái sợi siêu tàng hình mắt 8 phân. Đấy, chọn mắt thì anh em chọn cho mình là mắt 8 phân. Và cái diềm này, về cái diềm này anh em phải chọn là cái diềm cước nhé. Đấy, diềm cước để khi anh em sử dụng để đánh thì ví dụ gặp sương xuống hoặc là trời mưa to thì cái diềm nó không bị võng xuống như này này. Đấy, nó không bị võng xuống. Đấy, thì khi con chim đâm thì nó còn một cái khoảng túi rộng. Đấy, chia diềm chia túi, nó rộng như thế này thì chim nó đâm vào nó không bị trợn. Mà mưa nó thắt xuống diềm nó sát như này thì con chim nó không đâm đâu anh em. Đấy, nó gần nhau như này nó sẽ không đâm. Đấy, còn về lưới đây thì anh em chọn là những cái nhôi thắt ra là đều làm cước đúc cũng tốt này, mà dây từ dứa này cũng tốt này, dây sắc rắn này cũng rất là tốt. Đấy, lưới thì anh em chọn lên chọn những cái khẩu lưới người ta bó gọn như thế này. Đấy, bó gọn như thế này thì khi anh em về anh em ra lưới nó rất là dễ. Đấy, còn về sợi 15 đây anh em này, sợi 15 đây. Đấy, sợi 15 đây. Quay cho anh em cùng xem. Thì cái sợi 15 thì nó sẽ như thế này. Đấy, sợi 15 đấy. Nói chung nó mỏng manh lắm, nhìn nó không thấy gì đâu. Về cái lưới này thì chuyên dụng dùng anh em sử dụng là thứ nhất chỉ đánh được rẽ thôi nhé. Để đánh rẽ run này, đấy, rẽ đuôi xòe hoặc là con mỏ nhác thì anh em sử dụng đánh bằng cái lưới này. Đấy, nhác hoa gọi là con nhác hoa gọi là con rẽ hú, con kêu hú hú hú. Đấy, khi anh em sử dụng đánh nó có tiếng. Đấy, một video thì cũng chia sẻ cho anh em là cách chọn lưới để đánh chim rẽ run. Đấy, anh em nào xem được cái video này thấy hay thì hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh. Còn đối với anh em nào mà có nhu cầu mua lưới này đánh rẽ run thì anh em liên hệ trực tiếp cho em thông qua số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Đấy, khi anh em mua thì những cái ưu điểm để anh em mua ở bên cơ sở em là anh em thứ nhất là anh em được hỗ trợ tiếng này. Cái thứ hai nữa là lưới lúc nào cũng bao chuẩn cho anh em. Đấy, hàng được kiểm tra. Đấy, sợi lưới bóng cứng lên như thế này. Và cái thứ ba nữa là cái độ nhuộm. Cái độ nhuộm bên cơ sở em thì bảo hành cho anh em là đánh 1-2 vụ không bao giờ bị bạc màu. Đấy, một video thì chia sẻ cho anh em cách chọn lưới đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.